Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Buổi sáng ngày hôm nay thì vừa mới lên thăm vườn các bạn, thì bắt đầu là có những cái bông kèn bắt đầu chuẩn bị chớm nở rồi. Hàng chuẩn của Lai Châu thì đây là những cái bông nó thân nó nở sớm hơn so những một số cây khác, vì hôm ở trên này thời tiết cũng khá là ấm áp và độ thoáng gió, được ánh sáng ánh nắng là trực tiếp và nhiều nhất. Đây thì cái bông phía dưới này vẫn còn đang nụ. Đấy, còn đây là đang chớm nở rồi, mà bông những bông hoàng thảo kèn này là bông tím đậm các bạn nhé. Thì thân này nó độ khoảng được 65 cm và hai thân còn lại được khoảng 70 cm. Hiện tại là mầm gốc thì đang rất là khỏe, một cây thì chưa ra mầm gốc. Thì ba thân như này, ba thân này là mình mới tách ra để trồng lại các bạn nhé, tức là tách ra ở những cái giò lớn hơn để trồng lại, sau đó là để chia sẻ cho các bạn, cho anh em yêu thích và đam mê ở mọi khu vực, mọi vùng miền. Thì đây thì mình cũng giới thiệu luôn cho các bạn, thì ba thân này mình để bán chia sẻ cho anh em với cái giá rất là hữu nghị là 500.000 đồng một thân các bạn nhé. Cả ba thân này là 1.500.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình. Ngoài ra thì mình vẫn còn một cây bên này nữa. Đây, bắt đầu là cái thời điểm này thì các bạn có thể nhìn thấy và phân biệt. Thân trên này thì là một cây nhạt màu, các bạn nhìn đấy. Thân dưới này là hai thân đậm màu và màu sắc của cái thân này nó rất là tươi. Đấy, tím ngắt như thế này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cây ở trên này để hoa nó nhạt hơn. Vì thời điểm này thì mình cũng chia sẻ cho anh em là nó rất là hợp lý, bởi vì là anh em có thể sưu tầm được những cái giò hoa lan, bởi rất nhiều anh em thích những cái giò đậm đặc. Đấy, có thể nói là đậm đặc, vì là nó có một cái màu sắc rất là đẹp. Cho nên mình cũng chia sẻ cho anh em, cho tất cả bạn bè, cho mọi người. Mong rằng là mọi người có những cái niềm đam mê và kết nối nhiều hơn anh em khác yêu thích hoa lan rừng. Một cái sân chơi rất là lành mạnh, rất là thoải mái để cho chúng ta xả stress ngoài những cái công việc nặng nhọc ra, hay là về tư tưởng. Thì cũng mong rằng là chia sẻ cho anh em để anh em biết và thực sự là yêu thích hoa lan rừng. Đấy, đây mình cũng chia sẻ cho các bạn luôn hai thân này, thân to các bạn nhé. Đây, mầm gốc thì đang chuẩn bị nhú lên bên này thôi, còn bên này thì thân bên này cái mầm này, cái chỗ này là nó bị con gì ăn ấy, nó châm nên nó bị hỏng mất, còn bên này thì đang chuẩn bị lên đâu. Đấy thì hai thân này thì đây, mầm gốc đang chuẩn bị lên. Thân này thì mình bán là 350.000 đây các bạn nhé. Còn thân này thì độ dài nó độ khoảng 55 phân, thì mình bán là 500.000. Còn thân bên này thì độ dài được khoảng 45 phân thì mình bán là 350.000. Thì cái thân này thì cái mầm gốc thì nó chưa lên đâu các bạn nhé. Đấy. Còn cái thân này thì cũng vậy, cái thân này đang chuẩn bị nhú đây rồi. Đấy. Mầm gốc cũng khá là ổn, khá là ok để chia sẻ cho tất cả mọi người. Anh em nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là 0987 829 002. Đấy, còn cái thân nhạt màu như này thì mình chia sẻ cho các bạn giá chỉ có 250.000 đồng thôi. Đây, vừa bán vừa tặng đi, nếu anh em nào lấy cả ba thân thì giá của nó là 1.000.000 cho ba thân này. Vâng, rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Và những đơn hàng mình chia sẻ cho các bạn, cho anh em thì các bạn hãy chuyển khoản cho mình một phần hoặc là chuyển khoản toàn bộ, mình sẽ gửi hàng cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.